Bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái deck Rescue A mà combo khá là tà đạo ha. Nói chung là mình đã giới thiệu cái deck Rescue A này ở part 47 rồi anh em. Nhưng mà deck đó là chính đạo, nhưng mà deck này nó sẽ combo tà đạo ha. Bây giờ mình sẽ show cái deck nó như sau. Thì anh em có thể ở đây mình chơi hai Veiler, thì mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Veiler anh em có thể thay bằng Droid nha. Một Jet Synchro ha. Hai con Hiren. Hai Bubbler, ba Max C. Một cái lá Mecha Phantom Beast, hoặc là anh em có thể chơi thêm một lá nữa tùy anh em nha. Rồi Ash thì ba, một Nemesis, ba Elixir ha, ba Black Quick Devil Star, à hai thôi, em có thể chơi ba tùy anh em nhé. Có thể chơi ba, lỗi là mình cần nghĩ lên chơi ba anh em, lên chơi ba ha, lên chơi ba mình bấm nhầm á, bấm nhầm nó nhảy ra hơn con. Rồi Revenant thì hai, Turbolent thì hai, Ami một, One for One thì em thích thì sẵn, thích thì có thể bỏ ra nha. Rồi Bonfire 3, Stack Sifu thì 1, Core thì 2, Rot Out 1. Có làm chắc mình bỏ một Veiler ra cho nó chặn 45 anh em nhé. Rồi bay với trên C. Rồi hai cái lá cháp của Rescue A, ba lá quánh thịt ha. Rồi ba lá quánh thịt chắc là phải bỏ một lá ra nữa rồi, anh em có thể chơi bỏ một lá ra tùy anh em nha. Ember là ba, Content một, Instinct. Rồi giải extra thì gồm là Thunder Dragon Colossus, Cubic, Accel Synchro, Boreal Luxor Dragon, Baron, Link Ribble, Charmer, Lock, Unicorn, Mecha Phantom, Flame, Olin 4 nè, xe lửa, Abolosa, có Tucker và cuối cùng là Underworld. Rồi bây giờ mình sẽ combo demo nha. Rồi anh em, với một kẹt Bonfire thì mình làm thế nào ha? Mình sẽ kích hoạt Bonfire để mình rút Snake Eye Bubbler ha. Mình sẽ kích Bubbler để mình nhảy lên em nhé. Khi Bubbler nhảy lên thì mình sẽ rút được Sifu. Được chưa? Thì anh em có thể lên Link Turbo thì anh em nhé. Okay. Sau đó Bubbler nó sẽ nhảy dưới này. Ok. Sau đó mình sẽ kích Bubbler ha. Mình sẽ đẩy cái này xuống. Sau đó mình sẽ lên Hiren. Mình sẽ kích Hiren ha. Để mình rút Eblipter ha. Kích hoạt Eblipter. Thì anh em sẽ lấy Emergency nhé. Rồi kích Emergency thì mình sẽ nhảy Turbolent. Sau đó mình phải chi view anh em, mình phải chi view một lá. Thì anh em có thể chi view một lá ở dưới ở trên sân hoặc là dưới mộ thì anh em nhé. Được chưa? Thì mình sẽ lấy Elixir mình chi view cũng được. Được chưa? Rồi sau đó anh em sẽ kích hoạt ha, để anh em up 4 lá xuống. Được chưa? Trừ Emergency ha. Rồi anh em có thể thay đổi vị trí ha. Sau đó anh em sẽ sử dụng cái lá này ha, Eclect ha. Để anh em rút Revenge, kích hoạt Revenger ha. Thì anh em có thể Bandit Lifter ha, để anh em nhảy bài lên. Ok. Sau đó anh em sẽ sử dụng hai lá. Để anh em lên Lock. Đừng kích Lock ha. Lock chủ yếu để sử dụng Machine thôi. Sau đó mình sử dụng hai lá để mình lên Mecha Phantom ha. Kích hoạt Mecha Phantom. Kích hoạt
Prevent để mình lấy lại Lifter. Kích hoạt Lifter ha. Kích hoạt Major Phantom. Mình sẽ chi build một gạch ở đây một vài nó để chờ để mình sử dụng để lên cái Phantom Beat nè. Mình sẽ lên Accel Synchro ha. Ok. Đây mình sẽ bỏ bài xuống em nhé. Ok. Rồi mình sẽ tăng nó lên. Yeah. Mình sử dụng hai kẹt để mình lên Baron ha. Ok. Rồi. Sau đó anh em sử dụng Jet Synchro, anh em bỏ một lá xuống. Ok. Để anh em nhảy nó lên. Sau đó anh em lại lên Big. Bắt đầu anh em lên Big nha. Thì của Big nó sẽ cho tăng một level lên anh em nhé. Mình sẽ tăng level lên. Sau đó anh em sử dụng hai lá này anh em lên Borel Lock với Big Dragon ha. Cubic nó sẽ cho kích hoạt để rút Nemesis lên ha. Ở đây mình sẽ rút Nemesis lên. Rồi. Kích hoạt để mình lấy lại Jessica. Mình sẽ nhảy Nemesis lên ha. Thì Nemesis nó sẽ cho nhảy lên thẳng Thunder Dragon. Ok. Cái phiêu này mình sẽ gồm cái gì ha? Tất nhiên Borel nó sẽ negate được 3 lần anh em. Nhưng mà 3 lần không phải là mỗi lần một turn thôi. Được chưa? Nhưng mà nó negate tới 3 lần. Baron thì một negate ha. Được chưa? Có Tuo thì chắc chắn sẽ kích được Chap. Một cái Chap negate, một cái Chap destroy. Lá này thì cản bài, không cho rút bài anh em nhé. Lá này có thể hồi bài nhé. Được chưa? Ok, bây giờ mình tới sân hợp ha. Nói chung là nó có thể sum. Đây anh em có thể kích Jab để destroy rồi. Destroy luôn. Ok. Đó, được chưa? Return đó, thôi mình không cần return đâu ha. Rồi. Một cái gây đó, thấy chưa anh em, rất đơn giản ha. Thunder Dragon thì nó sẽ cấm hộp, không có cho hộp rút bài nè. Nó có thể sum đặc biệt nhưng nó không rút bài được đâu. Đó, ok chưa? Rồi. Bài này thì không mình đánh tiếp cũng được, đánh cho hết luôn rồi nè. Ok. Em có thể destroy này. Sau đó thì anh em có thể OTK thôi nhé. Rất là đơn giản ha. Cái kill này nó mạnh lắm anh em. Tà đạo mà nên nó sẽ mạnh thôi. Okay. Nói chung là chống cự Void nhé. Rồi anh em, với một kèm Devil Star thì mình làm thế nào ha? Kích hoạt Devil Star ha. Thì anh em có thể bỏ một kèm bất kỳ trên tay xuống ha. Rồi. Sau đó anh em kích hoạt ha. Để anh em rút Siphon xuống. Rồi. Và này thì anh em đẩy Devil Star xuống ha. Để anh em nhảy Hyrule. Kích hoạt Hyrule ha. Để mình rút Lifter. Sau đó mình sẽ nhảy Lifter lên. Mình sẽ lúc Emergency anh em. Kích hoạt Emergency ha.
mình sẽ sum con Turbo Land. Sau đó mình sẽ chi build một lá anh em nhé, sẽ chi build con Elixir ha, kích hoạt Turbo Land để mình up 4 lá xuống. Sau đó anh em có thể thay đổi vị trí của nó cũng được ha. Rồi sau đó thì anh em sẽ rút kích hoạt cái like attack này ha, để anh em rút Reventer. Rồi từ đây thì combo giống thôi, mình sẽ banish Lifter, mình nhảy Reventer lên, sau đó thì anh em sử dụng hai càng. Thì mình lên con lock ra ha, sau đó thì mình sẽ kích revenge, kéo lại Lifter ha. Và này thì nếu anh em có thêm một lá ở trên sân thì anh em có thể triệu hồi tiếp ha, có thể triệu hồi lên. Ra hồi nãy nếu mình có một cái lá rescue ở trên tay thì nó sẽ ra như vậy này nhé, nhưng mà giờ nó không có thì ví dụ không có thì em sẽ mất con Baron hoặc là mất combo rail thôi, không sao hết nhé, thì vẫn combo như bình thường, mất Baron thôi. Ok mình sẽ cản hai lá ha, để nhảy lên Mecha Phantom ha. Rồi sau đó mình sử dụng hai lá để mình self synchro ha, kích hoạt Mecha Phantom, bỏ này xuống nha, self synchro mình sẽ bỏ chest synchro xuống và tăng một level ha. Rồi nhảy Baron ha, giống combo đầu thôi anh em nhé, giống combo đầu của Bonfire thôi. Rồi làm lại cho anh em xem thôi nhé. Rồi đã nói rồi đó, đây là combo tà đạo nên anh em mà chơi thì đúng là nó sẽ mạnh hơn á, nhưng mà anh em đừng hỏi tại sao mà nó sẽ khó nhất hình cháo vào nha. Dạ rồi thì anh em chơi thuần nó vẫn tốt hơn hả, thuần nó vẫn tốt hơn. Rồi ok mình sẽ rút Nemesis ha, Nemesis nó sẽ cho nhảy Thunder Dragon ha. Rồi thôi nhé này. Rồi bây giờ nếu mình có một lá Elixir thôi làm sao ha, kích hoạt Elixir ha, mình sẽ rút emergency, kích hoạt emergency thì mình sẽ sum hai run anh em nhé. Ok sau đó mình sẽ chi build một lá thì mình sẽ chi build Elixir, kích hoạt hai run thì mình sẽ rút Turbo Land ha, sau đó mình sử dụng Turbo Land mình sẽ ban hai lá. Rồi kích hoạt Turbo Land thì mình sẽ cho up 4 lá xuống, được chưa? Rồi thì ở đây 4 lá nha anh em, thì em nếu mà có content thì up content luôn, bây giờ không có content trên tay rồi nên mình sẽ up emergency ha, sau đó anh em có thể bấm thay đổi vị trí của nó, mình sẽ kích hoạt Elect để lấy Reventer ha, thì nó cũng giống combo trước thôi, nên sẽ kích hoạt để lấy Reventer lên, sau đó mình sẽ sử dụng cả ba con ha,
mình sẽ lên Mecha Phantom. Rồi thì Raven nó sẽ cho lấy lại cái lá Elixir ha. Ok sử dụng hai lá ha. Để nó giống thôi anh em nhé, mình combo cho anh em xem nó chỉ ra nó giống chiếc trang rồi. Sau đó sell synchro lên rồi, sau đó mình sẽ kích hoạt ha. À, mình sẽ tăng lên, sau đó mình sẽ lên Baron. Ok thực ra là chút xíu mình sẽ dùng cái lá rescue này là mình kéo một con lên thôi nhé. Sau đó mình bỏ xuống, mình sẽ lên Cubic. Tiếp tục hả? Borolox tới Việt Dragon. Xong Cubic nó sẽ cho rút con này mình test hả? Rồi, kích hoạt luôn Borolox tới Việt Dragon. Rồi pha này lên kéo này mình test lên hả? Rồi Dragon Colossus ha. Colossus này nó khá là mất dịch nè, là cản ở không cho rút bài nữa. Nó coi như là một draw vậy đó anh em nhé. Để kích hoạt được mấy cái lá trái thì anh em phải tap rest một lá lên ha. Yeah. Thì thiệt ra anh em có thể tap rest Hyrule. Nhưng mà tap Hyrule nó dễ chết lắm, nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ có effect tiếp, nhưng mà dễ chết lắm nè. Thì thôi tốt nhất là nên tap rest Revenge á, Revenge. Để chain fade down chẳng hạn nhé. Rồi. Ok. Rồi vậy nha, thế là kích được quá chát rồi. Ok, bye bye anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh ra.